Thưa quý vị, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết là hiện nay đang điều trị cho một nữ bệnh nhân hôn mê sâu được chuyển đến vào chiều 27 tháng 2. Đáng chú ý là bệnh nhân được chuyển đi cấp cứu sau khi thực hiện phun xăm trên mày tại một cơ sở thẩm mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng nghi vấn đặt ra về mối liên quan giữa viện thẩm mỹ và tai biến trong trường hợp này. Vào lúc 17 giờ chiều 27, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã tiếp nhận cấp cứu một trường hợp bệnh nhân nữ sinh năm 1954 do Trung tâm Cấp cứu 115 chuyển đến. Khi đó, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp. Người nhà bệnh nhân cho biết trước đó, bệnh nhân được xăm chân mày tại một cơ sở thẩm mỹ tại quận 1. Ngay sau khi nhập viện cấp cứu, bệnh nhân nhanh chóng được chỉ định thực hiện các kỹ thuật như là chụp CT sọ não, mạch vành. Đồng thời, bệnh viện tiến hành hội chẩn các chuyên khoa với chẩn đoán ban đầu là xuất huyết não. Đến hiện tại, bệnh nhân vẫn đang hôn mê sâu, thở máy, được điều trị hồi sức tích cực tại khoa hồi sức tích cực, chống độc, tiên lượng nặng. Bệnh viện cho biết sẽ đưa ra kết luận về nguyên nhân bệnh nhân xuất huyết não sau khi điều trị và làm các xét nghiệm cận lâm sàng khác. Như vậy là chỉ trong vòng nửa tháng thì thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 2 ca tử vong và 2 ca biến chứng được cho là có liên quan tới các kỹ thuật thẩm mỹ.